Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Ghi nhận của hãng tin The Guardian, người phát ngôn Điện Kremlin ông Dmitry Peskov cho biết, người đứng đầu Wagner, ông Prigozhin đã đồng ý rời Nga đến Belarus như một phần của thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc nổi loạn tiến đến Moscow. Đồng thời, các cáo buộc hình sự mà Nga đã đặt ra trước đó với ông Trump Wagner về tội tổ chức cuộc nổi loạn cũng sẽ được bãi bỏ. Ông Peskov nói thêm rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã đảm bảo an toàn cá nhân của ông Prigozhin. Tuy nhiên, chi tiết và thỏa thuận cũng như nơi ở hiện tại của ông Trump Wagner thực sự chưa được tiết lộ. Nhiều người cho biết đã nhìn thấy ông Prigozhin lần cuối vào lúc ông này rời thành phố Rostov-on-Don của Nga cuối ngày 1 tháng 7. Ông Trump Wagner Prigozhin đã được nhiều người đón tiếp nồng nhiệt với những đám đông tụ tập xung quanh ông. Trong một tin nhắn gửi tới quân đội của mình ngay trước khi rời thành phố Rostov-on-Don, ông Prigozhin đã ra lệnh cho quân đội của mình quay trở lại trại dã chiến của họ ở các khu vực do Nga chiếm đóng ở miền đông Ukraine. Tuy nhiên, ông Prigozhin hoàn toàn không tiết lộ một chút thông tin nào về việc liệu ông này có đến Belarus hay không. Dù trước đó, cả Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Belarus Lukashenko đều nói ông Prigozhin đã đến Belarus. Bên cạnh đó, Tổng thống Nga Putin đã cho biết trong video đăng tải trên kênh truyền hình ngay sau khi đạt được thỏa thuận với Wagner, xác nhận rằng binh lính của Wagner sẽ không còn tham chiến tại Ukraine nữa. Mặc dù trước đó, Wagner đóng một vai trò quan trọng trên chiến trường Donbass cũng như Bakhmut. Nhà lập pháp Andrei Katanpolov, chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Hạ viện Nga cho biết Wagner sẽ không còn chiến đấu ở Ukraine vì ông Trump Prigozhin đã từ chối ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Katanpolov giải thích, vài ngày trước khi xảy ra cuộc nổi loạn, Bộ Quốc phòng nói rằng tất cả các đơn vị thực hiện nhiệm vụ chiến đấu phải ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng. Mọi người tuân thủ quyết định này, ngoại trừ ông Prigozhin. Bộ Quốc phòng Nga hiện đã yêu cầu Wagner bàn giao lại cho quân đội các khí tài hạng nặng đã được cấp, dù chưa nêu rõ thông tin chi tiết về quá trình chuyển giao. Một số lượng chưa xác định trong số 25.000 binh sĩ của Wagner được cho là sẽ ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga và tiếp tục đóng vai trò là một nhóm chiến đấu hiệu quả, giàu kinh nghiệm trong quân đội nước này. Bên cạnh đó, hôm 2 tháng 7, trên kênh Telegram có liên kết với tập đoàn quân sự Wagner thông báo rằng do Wagner không tham gia chiến sự và cũng đang chuyển đến Belarus, nên tập đoàn này dừng hoạt động của các trung tâm tuyển quân trong một tháng. Giới chức Duma quốc gia Nga đang xem xét một dự thảo luật điều chỉnh hoạt động của Wagner. Tuy nhiên, chính phủ Nga được cho là sẽ không dễ dàng giải tán Wagner để tránh gây xáo trộn lớn, đặc biệt là khi tổ chức này đang hiện diện ở nhiều điểm nóng ở Trung Đông và Châu Phi, góp phần tăng cường tầm ảnh hưởng của Nga. Ngày 26 tháng 6, Ngoại trưởng Sergei Lavrov tuyên bố tập đoàn này vẫn tiếp tục hoạt động ở Mali và Trung Phi. Maxim Audinet, làm việc tại Viện Nghiên cứu Chiến lược thuộc Học viện Quân sự Pháp, cho rằng trong những năm gần đây, Wagner đã trở thành nhân tố chính trong sự hiện diện của Nga ở Châu Phi. Nhóm này có vai trò tác động đáng kể đến chính phủ, truyền thông và giới kinh doanh. Tầm ảnh hưởng này là kết quả của nhiều năm chiến lược và chưa thể bị gạt bỏ chỉ trong vài tuần lễ. Theo tờ Les Echos của Pháp, sử dụng lực lượng lính đánh thuê là cách giúp Nga tránh lặp lại chiến dịch động viên từng phần hồi tháng 9 2022 gây xôn xao trong xã hội. Bằng cách cho phép Prigozhin tuyển mộ hàng nghìn lính từ tù nhân, giới chức Nga tìm được giải pháp cho vấn đề bổ sung quân số và tránh kích động dư luận. Xét tới bối cảnh này, không một đội quân tư nhân nào có thể so sánh với Wagner. Prigozhin sẽ ở lại hay ra đi sau đó? Nhiều nhà phân tích cho rằng nhân vật này chỉ tạm thời lưu lại Belarus rồi sẽ sang Châu Phi, nơi Wagner hoạt động. Phân tích của AFP cho thấy chi tiết hơn vai trò của Wagner ở các điểm nóng Châu Phi, bao gồm Cộng hòa Trung Phi, Libya và Sudan. Cộng hòa Trung Phi phụ thuộc rất lớn vào lực lượng bán vũ trang Nga. Các binh lính của lực lượng này còn đảm nhiệm bảo vệ cá nhân cho Tổng thống Faustin Archange Touadéra. Wagner có mặt tại Mali từ năm 2021 với khoảng 1.500 quân, đã tạo dựng mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền quân sự, tham gia huấn luyện binh lính cũng như các hoạt động chống lại các nhóm khủng bố ở nước này. Ở Châu Phi, quân của Prigozhin cũng đã được xác định có mặt tại Libya, Sudan hoặc Mozambique. Kể từ khi Wagner đến Châu Phi, nhóm bán quân sự này thường xuyên bị Liên Hợp Quốc, các tổ chức phi chính phủ quốc tế và Paris cáo buộc là có hành vi lạm dụng và tội ác đối với dân thường. Để tăng cường sự hiện diện, lực lượng bán vũ trang này đã triển khai cùng một chiến lược, mở các chiến dịch thông tin sai lệch về các cường quốc thực dân cũ và đề nghị đảm bảo an ninh để đổi lấy việc khai thác tài nguyên thiên nhiên, nguồn lực nuôi cỗ máy chiến tranh của Prigozhin, đồng thời cũng phục vụ lợi ích của Điện Kremlin. Tại Sudan, mối quan hệ đối tác giữa Wagner và lực lượng hỗ trợ nhanh RFS
do nhân vật số 2 của chính quyền, tướng Mohammed Hamdan Dagalo lãnh đạo, đã cho phép lực lượng bán vũ trang này thu được nguồn lợi lớn từ buôn lậu vàng. Bên cạnh đó, theo tờ TRT World, lực lượng Wagner vấp phải nhiều chỉ trích từ các hoạt động tại Mali. Ngày 30 tháng 6, Mỹ cho biết họ lo ngại về các hoạt động gây bất ổn của tập đoàn Wagner của Nga ở châu Phi và cáo buộc lãnh đạo của lực lượng lính đánh thuê này đã giúp dàn dựng việc buộc các nhân viên gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc rút khỏi Mali. Người phát ngôn an ninh quốc gia của Nhà Trắng John Kirby nói rằng Mỹ có thông tin cho thấy chính phủ chuyển tiếp của Mali đã trả hơn 200 triệu USD cho Wagner kể từ cuối năm 2021. Ông cho biết lãnh đạo tập đoàn Wagner, Yevgeny Prigozhin, đã tác động đến việc buộc của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Mali, MINUSMA, phải rời khỏi nước này để tăng cường lợi ích của Wagner. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 30 tháng 6 đã bỏ phiếu để kết thúc phái bộ. Đầu tháng này, Mali đã yêu cầu MINUSMA rời đi không chậm trễ với lý do khủng hoảng niềm tin giữa chính quyền Mali và phái bộ của Liên Hợp Quốc. Những diễn biến này đã dẫn tới sự lo ngại của các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, đặc biệt là Ba Lan và Litva, những quốc gia có chung biên giới với Belarus. Các nước này hy vọng mối đe dọa từ Wagner sẽ là một trọng tâm trong chương trình nghị sự thượng đỉnh của NATO vào tháng 7. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết vẫn còn quá sớm để đưa ra bất kỳ kết luận nào về hệ quả lâu dài của những động thái mới đây xung quanh tập đoàn quân sự tư nhân Wagner. Ông Stoltenberg cũng khẳng định khối này sẽ giám sát hoạt động của Wagner ở Belarus, đảm bảo rằng liên minh sẽ sẵn sàng hậu thuẫn và bảo vệ các quốc gia thành viên. Theo Sputnik News, Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 28 tháng 6 cũng thận trọng khi bình luận về những tác động an ninh của việc Wagner chuyển tới Belarus có thể gây ra với NATO. Phát biểu họp báo với người đồng cấp Bắc Macedonia Dimitar Kovacevski ở Berlin, ông Scholz nói: "Đó là một tình huống mà chúng tôi đang hết sức quan tâm theo dõi, nhưng đồng thời, chúng tôi tự tin rằng mình có thể bảo vệ lãnh thổ của chính mình. Lời hứa bảo vệ từng cm lãnh thổ NATO trong trường hợp bị tấn công liên quan đến tất cả các quốc gia thành viên. Tuy nhiên, tôi không dự đoán có những thay đổi đối với tình hình vào lúc này." Ngày 2 tháng 7, Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Mariusz Kamiński cho biết nước này sẽ cử 500 cảnh sát tới tăng cường an ninh tại biên giới với Belarus. Theo hãng tin Reuters, cụ thể ông Mariusz Kamiński đã viết trên Twitter rằng: "Do tình hình căng thẳng ở biên giới với Belarus, tôi đã quyết định tăng cường lực lượng của chúng tôi với 500 sĩ quan cảnh sát Ba Lan từ các đơn vị phòng chống khủng bố." Ông cho biết lực lượng cảnh sát sẽ tham gia cùng 5.000 lính biên phòng và 2.000 binh sĩ để bảo vệ biên giới. Thông báo này được đưa ra sau khi lính biên phòng Ba Lan cho biết đã có 187 người cố gắng vượt biên trái phép vào Ba Lan từ Belarus trong ngày 1 tháng 7 và con số này đang tăng đều đặn trong những tháng gần đây. Bên cạnh đó, người phát ngôn cơ quan an ninh nội địa Ba Lan, ông Stanislaw Jarin nói với Reuters rằng tăng cường an ninh cũng là để đáp lại khả năng nhóm lính đánh thuê Wagner chuyển sang Belarus. Tuy vậy, các hoạt động tại nước ngoài của Wagner giờ đây sẽ không còn thuận lợi như trước. Chính phủ Mỹ vừa ban bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào các thực thể được mô tả là có liên quan trực tiếp đến hoạt động tài chính của Wagner ở châu Phi. Các chuyên gia dự báo, tận dụng sự rạn nứt trong quan hệ giữa Wagner và chính phủ Nga, các nước phương Tây sẽ tiếp tục gia tăng sức ép lên lực lượng này nhằm hạn chế tầm ảnh hưởng của Nga ở nước ngoài mà không cần phải trực tiếp đối đầu với Moscow. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!